Bão Noru là một cơn bão rất mạnh, dự báo sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương với cơn bão Changshan 2006 và bão Kesana 2009 và bão Molave năm 2020. Vào 17 giờ hôm nay, tâm bão đang ở quần đảo Polillo. Theo thông tin cập nhật từ Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines, cơn bão có sức gió duy trì ở vận tốc 240 km/h, với gió giật lên đến 295 km/h. Giới chức địa phương trước đó đã ban bố cảnh báo khẩn cấp vì cơn bão đã đạt đến trạng thái siêu bão vào sáng sớm ngày 25 tháng 9 sau khi đột ngột mạnh lên. Sau khi quét qua Philippines đã để lại khung cảnh hoang tàn cho những nơi nó đi qua, gây mưa lụt cục bộ, sức gió gần 300 km/h đã tàn phá mọi thứ. Dự báo đường đi của bão Noru sau khi càn quét Philippines là đổ bộ vào miền Trung Việt Nam. Trước kịch bản siêu bão Noru có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 13, các địa phương đã ra soát phương án sơ tán dân với tổng số trên 868.000 người. Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết bão Noru đang hoạt động ở vùng biển Philippines với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17. Hiện các dự báo quốc tế có sự thống nhất về quỹ đạo nhưng khác về cường độ của bão sau khi vào Biển Đông. Theo đó, Đài Mỹ dự báo khi tiếp cận gần bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, bão có thể giật tới cấp 17, trong khi Đài Nhật Bản cho rằng chỉ ở cấp 13, Đài Hồng Kông dự báo mạnh cấp 14. Dù vậy, các mô hình dự báo thống nhất thời gian các khu vực trên chịu ảnh hưởng của bão là khoảng vào chiều tối và đêm 27 tháng 9. Về cường độ, cơ quan khí tượng nhận định trước khi đổ bộ vào Philippines, bão đạt sức gió mạnh nhất cấp 16, giật cấp 17 và ở cấp siêu bão. Sau khi đi vào đất liền, bão giảm 1 đến 2 cấp do ma sát với mặt đất. Dù vậy, sau khi vào Biển Đông, hình thái này được dự báo mạnh trở lại và mạnh nhất ở thời điểm đi qua vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Lúc này, sức gió mạnh nhất tới cấp 13-14, giật cấp 16. Mọi công tác chuẩn bị và sơ tán đã được các địa phương thực hiện, hy vọng sẽ giảm đáng kể thiệt hại về người và của trong cơn bão này. Nhắc đến bão Noru, chắc hẳn nhiều người ở thế hệ trước chắc không thể quên cơn đại hồng thủy năm 1971. Việt Nam với đường bờ biển dài, một năm thường xuyên hứng chịu trên 10 cơn bão lớn nhỏ, là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các hình thái thời tiết cực đoan này nên thường xuyên phải gánh chịu hàng loạt cơn lũ dữ. Đầu tiên phải kể đến thảm họa kinh hoàng năm 1971, gọi là thảm họa vì nó có sức công phá lớn. Tháng 8 năm 1971, mưa lớn liên tiếp 10 ngày cùng với hoàn lưu sau bão, mực nước sông dâng cao đã tạo ra một cơn đại hồng thủy ở đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trận lụt kinh hoàng cách đây 49 năm cũng là lớn nhất trong vòng 3 thế kỷ trở lại đây, xảy ra ở Bắc Bộ, đã gây thiệt hại nặng nề. Nó đã làm vỡ đê sông Hồng và 100.000 người đã bị thiệt mạng. Trận lũ gây thiệt hại khoảng 70 triệu đồng, tương đương với 10.000 tỷ đồng hiện nay. Số tổn thất về người ngày ấy vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. Về sau, trận lũ năm 1971 ở Việt Nam được liệt kê trong danh sách các trận lũ lụt lớn nhất thế kỷ 20 của Cơ quan Quản trị Hải dương và Khí tượng Hoa Kỳ. Lũ lịch sử năm 1971 đứng hạng nhì sau trận lũ lụt năm 1931 ở sông Dương Tử, làm gần 700.000 người thiệt mạng ở Trung Quốc. Nguyên nhân của thảm họa này là do chịu tác động của một tổ hợp thời tiết nguy hiểm, nên ở khu vực miền Bắc đã xuất hiện các trận mưa lớn, gây vỡ đê và khiến lũ trên các sông lên nhanh. Nhiều khu vực đạt tới mức báo động 3. Các tài liệu khí tượng thủy văn cho thấy, từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 8 năm 1971, tổ hợp thời tiết bao gồm giải hội tụ nhiệt đới, rãnh thấp nóng phía Tây, cao áp Thái Bình Dương và hoàn lưu còn sót lại của một cơn bão đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, gây ra mưa lớn với lượng từ to đến rất to trên toàn miền Bắc Việt Nam. Trong khi kế hoạch kinh tế năm 1971 của nước ta đang bắt đầu thực hiện dưới điều kiện tương đối thuận lợi do Mỹ đã tạm ngừng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, thì trận lũ lụt lớn xảy ra năm 1971 đã gây hậu quả nặng nề. Tác động của trận lũ khiến 13 tỉnh, thành phố phía Bắc vỡ đê lớn. Và ký ức kinh hoàng của trận lũ lụt năm 1971 luôn nhắc nhớ chúng ta bài học đề cao cảnh giác, phòng ngừa những hậu quả khó lường của thiên tai. Trận đại hồng thủy ở miền Trung tháng 11 năm 1999.
Tháng 10 năm 1999, mưa lớn kéo dài tại miền Trung đã khiến mực nước các sông lên đến mức kỷ lục, nhất là tại sông Hương. Lúc đó, lượng mưa trong một ngày ở thành phố Huế lên đến 1.384mm. Sau đó, đỉnh lũ ở sông Hương đã lên đến mức kỷ lục cao nhất trong vòng 100 năm. Trận lụt lịch sử tại miền Trung tháng 11 năm 1999 được xem là trận lụt lớn nhất từ trước đến thời điểm đó, xảy ra tại Việt Nam. Trận lụt đã làm ngập trắng 10 tỉnh thành và khiến 595 người chết, thiệt hại tổng cộng 3.773 tỷ đồng. Các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng. Riêng tại Thừa Thiên Huế đã có 372 người chết và thiệt hại hơn 1.780 tỷ đồng. Để giảm thiểu thiệt hại do bão, mọi người hãy nghiêm túc thực hiện theo các quy định và hướng dẫn phòng chống bão của cơ quan chức năng. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé!